Quý vị và các bạn đang quan sát đây thì bên mình này bỏ những đôi bốt 4.2 hàng vân gỗ này, bản Hồng Kông gửi cho khách, thì mình sẽ lại tiếp tục quay và có test một chút nhạc nhé để anh em mình thấy. Với dòng bát đây thì anh em mình thấy đây là cái màng xanh này, đại màng xanh ở đây. Đây là bản chất nhất hiện nay trên thị trường, cái đồ mới về Hồng Kông anh em nhé. Có đương nhiên những cái bản anh em mua hơn triệu là bản Việt Nam nhé, chứ không có bản Malaysia đâu anh em nhé, bản Malaysia đây. Đang là quay thực tế ở đây, anh em để thấy nó như thế này. Chất lượng của bên mình rất chất lượng luôn. Và cái tép của nó là nó sẽ có một cái được chui vào trong cái khe nhựa này, nó khác cái con 301 CD, khác con 301 CD 3 4.2. Nó vẫn giống như vậy nhưng nó khác, bên này khác cái này. Và thứ hai là gì? Khác cái căng, căng này nó căng bầu, nó bầu hơn một tí này. Và giá thành thì bằng nhau tiền thôi. Con xịn thì con này đắt hơn nhé. Con xịn thì ví dụ như con vân gỗ như này, nó có thể đắt hơn con 301C3 khoảng 500 đến 1 triệu. Nên con xịn thôi. Còn con Hồng Kông bằng tiền nhau, giống nhau. Em nghe thử một tí này. Trống đánh rất thích luôn. Tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi. Và với mức giá bán là công khai 3.600.000 đồng một đôi, bao ship toàn quốc. Và bên mình sẽ tặng 10 mét dây loa anh em mình khi mua chương trình từ giờ cuối năm nhé. Tặng 10 mét dây loa, bên mình tặng đi kèm 4.2 CD2 vân gỗ Hồng Kông, bản đẹp chất lượng, nghe hay bày đẹp. Anh em cứ bày, cứ treo loa lên trên tường, anh em khách đến chơi bảo mua đồ này 18 triệu anh em nhé, không bảo mua 3.600.000 gì cả. Chào anh em nhé.